Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ không đứng yên. Chúng đều vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung của những gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021 sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mù mả, âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi. Tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 âm lịch, tức ngày 13 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi Thành Mộc cục. Xuân Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân. Đối với những người tuổi Quý Dậu trong tháng 2 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 2, tức ngày 20 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 2, tức ngày mùng 1 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Quý Dậu trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 2, tức ngày 21 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 2, tức ngày mùng 2 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, nạp âm là Bạch Lạc Kim. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Quý Dậu 1993 trong tháng 2 âm lịch. Người tuổi Quý Dậu 1993 mệnh kiếm phong kim thì đường tình duyên của họ vô cùng hanh thông, rộng mở. Người tuổi Quý Dậu vận đào hoa vượng
dễ dàng tìm được người tâm đầu, ý hợp. Trước khi kết hôn, họ luôn có người theo đuổi, chỉ là họ lựa chọn ai trở thành người duy nhất đối với mình mà thôi. Tài vận của họ rất tốt, tuy nhiên tiền bạc đến từ chính công sức mình bỏ ra, thế nên tay làm hàm nhai mà tay quay là chế miệng. Muốn có được cuộc sống sung túc, không phải ngồi há miệng chờ sung mà tuổi Quý Dậu cũng phải nỗ lực rất nhiều mới có được. Trong công việc, họ là người sẽ nắm được quyền lực trong tay, có lẽ cũng vì thế mà họ khó tìm được sự hòa hợp khi làm việc chung với những người khác. Họ chỉ phát huy được thế mạnh của mình ở mức lớn nhất khi làm việc đồng lập. Người tuổi Quý Dậu thích tự do và làm chủ nên bản thân họ hợp nhất vẫn cứ là đi theo lĩnh vực kinh doanh. Họ nhanh nhạy, thoáng tính, không kỳ bò bẩn tiện. Là bạn hàng của họ thì thấy hợp đồng sẽ rất nhanh được ký kết. Là khách hàng của họ thì thấy bán buôn hay được giảm giá. Đối với tuổi Quý Dậu, việc kinh doanh đến một cách tự nhiên, tình cờ như ăn cơm, uống nước, chẳng mấy mà đã thành bản năng hay một thói quen thường ngày. Tân âm kim gặp tân âm kim nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong tháng này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ rằng mình vẫn còn có những người thân ở xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Trong tháng 2 âm lịch, tuổi Quý Dậu gặp phải không ít khó khăn trong công việc cũng như chuyện tình cảm, vận trình biến động khá lớn. Xem tử vi tháng 2 âm lịch với tuổi Quý Dậu, tháng này là chuỗi ngày dài, đằng đẵng với những thăng trầm trong chuyện tình cảm. Tinh thần sa sút, bản mệnh khó lòng, có được những điều mình mong muốn. Xét về đường công danh, sự nghiệp, ngũ hành tương khắc nên bản mệnh khá vất vả để tìm chỗ đứng của bản thân trong doanh nghiệp. Công việc không suôn sẻ dẫn đến tài lộc không như ý. Trong thời gian này, bản mệnh phải thật sự tiết kiệm và có kế hoạch chi tiêu hợp lý thì bản mệnh mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chăn lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Sự nghiệp. Tháng 2 âm lịch là tháng khá khó khăn đối với những người tuổi Quý Dậu 1993. Công việc của bản mệnh bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc nhưng không được như ý. Hơn nữa, với bản tính thiếu quyết đoán nên có khi đứng trước cơ hội trời cho, bản mệnh lại chẳng hề hay biết. Thay vì tin lời người tốt thì lại nghe theo kẻ xấu, cuối cùng mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, những người tuổi Quý Dậu dễ mắc sai lầm. Con đường công danh, sự nghiệp vì thế mà vừa khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm. Để không bị tiểu nhân ám hại cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 2 âm lịch thì những người tuổi Quý Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Về tài lộc, xét vận trình tài lộc tháng 2 âm lịch, họa phá tài đang ập đến. Tuổi Quý Dậu xui xẻo hết lần này đến lần khác, tổn hao tiền bạc. Bản mệnh không để dành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau là hết. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám, chữa bệnh. Hơn nữa bản mệnh luôn cho rằng bản mệnh có thể phung phí tiền bạc cho những thú vui, hoang đàng, tự cho rằng bản thân nào biết hưởng thụ cuộc sống nhưng thực chất lại chẳng hề quý trọng đồng tiền mà mình làm ra. Chẳng như vậy, trong tháng luôn có bóng dáng của tiểu nhân rình rập, chỉ chờ tuổi Quý Dậu phạm sai lầm mà mất tiền, chỉ chờ tuổi Quý Dậu phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay bạn. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ Quý Dậu sinh năm 1993
cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, hộ thân, tam giác khai vận, tị, sậu, sửu. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tình cảm và gia đạo. Bước sang tháng 2 âm năm Tân Sửu, tuổi Quý Dậu vẫn đang loay hoay để tìm lối đi cho chuyện tình cảm của mình. Có nhiều vấn đề phát sinh và bản mệnh không muốn để lỡ mất cơ hội hạnh phúc nên cố dấn thân, song cũng không hy vọng. Tuổi Quý Dậu có thể sẽ tự đẩy người mình yêu ra xa vì những suy nghĩ tự ti, thiếu sáng suốt của mình. Người ấy không hiểu được những cảm xúc hiện tại của bạn, cũng cố gắng để bạn chia sẻ mà không thành công. Hơn nữa bản mệnh có thể sẽ tìm vui bên bạn bè xấu, khiến cho quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng xấu đi. Bản mệnh là người ham vui, đôi khi quên mất trách nhiệm của mình với gia đình, người thân, khiến cho người ở bên cạnh không khỏi thất vọng. Người độc thân sẽ u mê trong chuyện tình cảm, có khi đâm đầu vào ngõ cụt mà cứ ngỡ mình đang sắp tìm thấy đường ra. Cẩn thận trọng, kẻo bị lừa gạt cả tình lẫn tiền mà cũng chẳng hề hay biết, còn suy nghĩ mình đang sống trong hạnh phúc. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, tị, sậu, sửu. Vật phẩm là trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Về sức khỏe. Sức khỏe người tuổi Quý Dậu trong tháng 2 âm lịch không được tốt, do sự nghiệp gặp trở ngại nên bạn phải lo lắng và suy tính nhiều hơn. Có những lúc bạn cảm thấy rơi vào bế tắc. Hãy làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra những quyết định đúng đắn. Hơn nữa, do trong thời gian này, bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Cho nên bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Quý Dậu cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả cho việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tuổi Quý Dậu tháng 2 năm 2021 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh phong thủy Gia Cát. Anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ Quý Dậu trong tháng 2 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau. Chúc anh chị và các bạn thành công, thuận lợi trong cuộc sống.